Bây giờ sẽ làm một bàn tay, một cục viên viên tiểu. Cái tiểu này mình và Khánh có thể okay. Đây, đã được một lõi rồi nha. Sau đó bây giờ sẽ dùng đánh nó đi. Nhìn kỹ không? Rồi bây giờ cần phải có cái hình cắt đấy. Anh nhìn là gì nhỉ? Anh nhìn con cái mắt gì nhỉ? Nhìn này. Chú. Anh ơi. Không. Bây giờ tắt mày ra. À, nó bị chắc đấy. Bad look.